Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chánh điện chùa Xá Lợi đang được các anh em công nhân của công ty AJNJ đang làm cái na phong. Trên 300 miếng na phong này đã được cắt nhỏ ra và nhét lên trên trần nhà để giữ được hơi ấm và giữ được hơi lạnh. Chúng ta phải dùng đến 4 miếng, tổng cộng là 8 inch để nhét lên trần nhà. Hôm nay thứ Bảy, ngày 8 tháng 9, 2012. Ngày mai là ngày 9 tháng 9, sẽ cử hành lễ vua. Bây giờ là giờ trưa, nhưng vẫn phải miệt mài và làm việc. Bốn lớp.